Hello, xin chào buổi sáng. Phải đi quay review thiệt hả? Con người mình có thể chọn không ăn sáng và mình ngủ tiếp mà. Hôm nay chúng ta phải từ bỏ giấc mơ của mình để mới ngủ dậy thiệt luôn nè. Hay là clip kết thúc ở đây nha. Rồi tao trang xong rồi đi ăn. Bây giờ mày kêu tao đi ăn là kêu tao đi review là mày phải trả tiền cho tao. Một món 50.000 nè. Hả? 50.000 rồi ai ăn ai nhịn? Thì có mình mày ăn thì ai ăn ai nhịn nữa. Sai, nói có một mình tao là sai. Tao và những đứa con của tao nữa, mày thấy không? Cái chờ ăn nè. Bây giờ là phải kiếm chuyện review nè, đi ăn theo cái icon trên quần đi. Một món 50 nè. Ai nói mày một món chờ đó. Ủa? Thì tao đếm nha. Trên cái mâm này nè, 1 2 3 4 5 6 món. 6 x 5 là 500. Đây. Vậy ăn là 300 nè. Rồi tự nhiên đang đói bụng rồi xong rồi dắt tới nhà văn hóa thanh niên làm gì? Làm thanh niên tiêu biểu hay sao? Nhìn qua bên trái đi cha. Lễ hội ẩm thực ăn cho đã thèm. Thôi đi về. Sao vậy? Thì tại vì chưa thèm gì hết thì đi về. Thôi đừng nói phụng nó đi, nó đi vô đi cha. Ê, người ta mời nè, vô. Này dễ gì mà thoát khỏi tôi nữa. Cái cha nội Shopee Food này lại canh mấy cái này nè chứ không gì đó. Anh chụp gió lắm anh. Dễ thương không? Dễ thương chưa? Bốn người luôn. Đợt này là 4 người luôn. Làm việc vậy là tốt lắm, rất là tốt. Shopee Food phải thưởng thêm cho 4 anh này. Ăn giấy trộn chứ nha mọi người. Wow. Trời ơi, cái lễ hội ẩm thực ăn cho đã thèm của Coca-Cola cùng Shopee Food nè. Nó rộng nhiều đồ ăn mà nó đủ trò, đủ chỗ chụp hình hết á. Ai không tin mai tới tự kiểm chứng. Mai là ngày cuối cùng rồi, ai không tới thì chờ tới cuối tháng 10 bay ra Hà Nội. Anh, cho một bịch chán trộn á. Lấy bò thôi, đừng lấy chán được không? Ơ, trộn bằng máy luôn nè. Anh làm giống bịch này được không? Rồi, hộp bánh tráng trộn 30.000. Bạn ơi, bán cho mình 1 chai. Đây 1 chai có 5.000 à. Bạn bán cho mình 54 chai đi. Mua gì dữ vậy? Mua về để đi buôn, chứ có 5.000 chai à. Ê, 5.000 mà mình đem về mình bán 20.000 một chai là mình lời tới 15.000 nữa. Ở đây có nhiều chỗ ngồi lắm, đi ra tìm một cái chỗ an tọa nè. Trời ơi, lỡ chơi dại khúc đầu á, bây giờ mấy bạn này không còn niềm tin nữa, bông tím nữa. Cái này là mua đó. Cái này là mua 5.000 đó. Mới mua có thời điểm chứng minh nha. Trời, không biết ai là ông tổ của ngành bánh tráng trộn nữa mà tạo ra cái món ăn gì mà ngon quá. Rồi làm miếng coca nè. Ăn bánh mì nó không? Rồi, ở trong bụng này là cái bụng chứa bánh mì riêng, bụng chứa đồ nướng riêng, bụng chứa thịt bò riêng, bụng chứa nước, bụng chứa trà sữa riêng. Mình có tới 101 cái bụng lận. Mình ăn món nào là nó no cái bụng đó thôi. Ê mọi người ơi, cái này là bánh mì hình hoa thiệt nè mọi người. Nhìn trên mạng đúng thèm luôn mà làm biếng xếp hàng quá nên đó vừa chưa ăn thử luôn á. Mà đây được chị tặng một túi luôn, có bánh mì rồi có mấy cái đồ ăn khác nữa. Thấy cũng ngại mà thôi cũng nhận cho chị vui. Ăn cua. Còn 200 mấy đủ không cha? Nhiều khi mình tới mua cái càng thôi, một cái càng. Trời, cho em coi menu cái đã, sợ em đủ tiền nè. Cuối cùng là em quyết định bào từ du cua một cái mai cua 69.000 cũng ok đó, cái hầu bao em còn lo được. Xong rồi mình lại tiếp tục đi tìm chỗ ngồi ăn tiếp. Ê mà đợt này có con đệ theo sau nè đó. Mấy các bạn Shopee Food này nè thì có mặt ở đó để giúp đỡ mọi người đó, làm cái nét ga lăng đẹp chi ai rồi đó mọi người. Thì chắc là ai cô đơn giống em thì tới đây có mấy bạn này cũng an ủi. Rồi ngồi một chỗ yên ổn không chịu, muốn đổi qua góc đẹp ngồi ăn. Đẹp được nhưng mà nó nắng, thấy có khùng không? Đứng dậy đi chỗ khác. Rồi cuối cùng cũng an dị được. Cái mai cua là một hớp là hết luôn mà không hề nóng nè, tại bên cạnh có một cái quạt chạy bằng coca đó. Thùng rác quá đỉnh luôn. Trời ơi, nãy nhà nó giỡn để xin tiền Thảo thôi mà giờ nó bắt đi ăn theo cái quần này thiệt nè trời. Trong cái quần toàn thịt kho hột vịt rồi cái kiểu không ai mà bán. Rồi tới xế chiều mình đành phải làm liều luôn chứ sao. Không có chả giò mua gỏi cuốn cũng cuốn. Không có bánh bò 7 màu thì mình mua há khảo 7 màu đi vậy đi. Thế là mình vừa tiêu xong 55.000 nữa. Rồi tới khúc ngồi ăn chúng ta có tới 3 cái quạt chạy bằng Coca-Cola. Trời ơi, gió thổi tưởng đâu quạt công nghiệp không đó. Trời ơi, lớn phải có lông nách, sống phải có nhân cách. Em mua nhiều vậy là để mời mấy bạn đó. Chứ thử nghĩ coi cái bụng hay là cái thùng phi mà nãy giờ ăn 7-8 món. 5 cục thì mỗi người 1 cục vui vẻ. Nóng bốc hơi quá uống nước hơi nhiều, mua thêm chai Coca-Cola nữa nè. Đi ăn quá trời luôn mà đặt ta ẹt uống không đường. Nãy giờ ăn chơi vui vẻ no nê rồi đó nhưng mà còn tiền phải ăn cho hết nha chứ không phải là ăn nhiều đâu. Mua sương dài xiên với cái cơm lam tím liệm này thôi. Thằng đệ chạy bằng Coca-Cola này xiên ra nãy giờ đi theo huyết luôn á. Trên tay em còn 40 này, ráng kiếm món nào tráng miệng ăn cho hết luôn chứ đem về giang hồ coi ra gì. Rồi quyết định ăn hủ tiếu xoài luôn 30. Coi chị chủ chỉ tâm sự nè. Không điểm dễ thương nhất trên đời. Cái bàn này giống như là cái bàn đặt chỗ vậy đó. Không nhớ thì sao. Nói chứ cảm ơn Shopee Food cùng với Coca-Cola đã cử những cái anh bạn đẹp trai dễ thương ga lăng như thế này để cứu rỗi một ngày cuối tuần của em. Sáng thức dậy rủ không ai đi ăn hết, phải đi ăn một mình. Rồi còn 10.000 mua 2 chai coca về bỏ tủ lạnh để dành uống. Thế là kết thúc một cái chuyến review có 300.000 mà ngồi ăn của người ta cả buổi trời luôn.